Kiều Trâm xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV và Đài Việt Face TV. Thưa quý vị, như quý vị được biết là vào cuối tháng 9 vừa rồi, công ty Apple cũng đã tung ra hai phiên bản mới của dòng điện thoại iPhone 5, đó là iPhone 5S và iPhone 5C. Và cũng như những lần mà công ty Apple tung ra sản phẩm mới cho mình thì các người tiêu dùng luôn cố gắng để tìm một cách sở hữu được những chiếc điện thoại này. Và đơn giản là có hai cách để chúng ta sở hữu được chiếc điện thoại. Đó là cách thứ nhất, chúng ta sẽ ký một hợp đồng 2 năm cho các hãng điện thoại như là AT&T, Sprint, Verizon. Và cách thứ hai là chúng ta bỏ một số tiền nhất định nào đó để có được chiếc điện thoại và ký một cái plan khác với hãng điện thoại khác. Và ngày hôm nay, Kiều Trâm rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị đến với trường quay của Đài Việt TV tại Houston là anh Chí Ngô, đại diện cho công ty V247, là một công ty người Việt hải ngoại duy nhất cung cấp dịch vụ điện thoại. Thưa anh, xin chào anh Chí Ngô. Xin chào Kiều Trâm và xin chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như là Việt Face TV. Kính thưa quý vị, cũng như là Kiều Trâm có nói đó, tức là để sở hữu một chiếc iPhone 5S hoặc là 5C, đó là mới rất là hot nhất trên thị trường hiện nay, thì mình có nhiều cái cách. Thì trong đó thì cái chính là tôi cũng nghĩ là quý vị sẽ quan tâm tới cái yếu tố là mỗi cái plan của từng hãng thì nó chi tiết nó như thế nào và mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền trên từng cái hãng đó. Thì ở đây V247 có lấy ra một cái bảng so sánh từ cái trang web rất là nổi tiếng về phân tích các cái plan di động của người Mỹ, tức là cái trang web tên là myray.com. Thì cái trang web này là một cái trang web độc lập chứ không phải là trang web của cái hãng điện thoại nào hết. Thì họ so sánh, họ lấy ra những cái plan mà nó giống nhau tương đối nhất thì họ mới so sánh ra. Thì ở đây trên màn hình quý vị có thể thấy là thí dụ như là hàng tháng mình phải trả cho từng cái plan đó bao nhiêu. Thí dụ cũng là cái plan là unlimited talk and text, tức là gọi và nhắn tin không giới hạn. Rồi mỗi tháng mình phải trả bao nhiêu, rồi cái tiền mà mình được quyền gọi đi nước ngoài, trong đó có Việt Nam chẳng hạn, mình có được free để gọi hay không, được tặng những cái đó hay không, rồi tiền những cái tiền để mà trả cho hàng tháng, cuối cùng là ra một tháng là mình phải trả bao nhiêu cho từng cái hãng đó. Như vậy thì mình tính ra cái khoảng thời gian 2 năm á, thì mình mới coi thử được là ok, đối với hãng nào thì mình trả tổng số tiền là bao nhiêu, và từ đó mình mới thấy được là ok, mình nên đi với cái hãng nào. Tại vì thí dụ như giả sử mình mua một iPhone, có khi mình nghĩ là mình mua 199 đồng hay là 99 đồng mình nghĩ là rẻ, nhưng mà mình phải so sánh một cái khoảng thời gian dài 2 năm thì lúc đó mình mới thấy được 2 năm thì cái iPhone mình cộng với plan mình tốn rất là nhiều tiền so với cái hãng khác, có thể là nó thấp hơn. Đó, như thì thưa anh Trí, là công ty điện thoại V247 là có một cái dịch vụ được gọi là dịch vụ trả trước, tức là trả 40 đồng Mỹ Kim cho cái dịch vụ điện thoại đó. Thì qua cái bảng này thì em không biết là có những tiện lợi và những hơn nào so với các dịch vụ hãng khác, thì anh thể cho biết thêm mọi người biết không? Vâng, Kiều Trâm. Thì qua đây thì Trí so sánh, có nhiều cái so sánh. Thì trong đó mà theo Trí thì thấy là có 4 cái yếu tố chính mà cái plan của V247, tức là 40 đồng, quý vị có thể thấy nó có những cái ưu điểm nổi bật so với những cái plan khác. Thí dụ như một trong những cái ưu điểm đầu tiên á là cái yếu tố ký hợp đồng 2 năm, tức là giả sử như quý vị xài với AT&T hoặc là Verizon hoặc là Sprint á, là quý vị phải ký cái hợp đồng 2 năm để có được cái iPhone giá rẻ ngay từ đầu. Thì như vậy cái việc ký hợp đồng 2 năm này á, đôi khi nó rất là bất tiện đối với quý vị. Ví dụ như là quý vị phải cung cấp một số thông tin, rồi là nếu mình giữa chừng, nếu mà mình có việc gì mình không cần tới plan đó nữa chẳng hạn, thì mình giả sử mình cancel mình bị cái tiền phí phạt rất là cao, cái tiền termination dạ, phí đúng rồi. Thì rất là cao. Những cái yếu tố đó làm cho nếu mà mình đối với mình đi với một cái hãng mà không cần contract gì hết á, thì mình muốn ví dụ mình không có nhu cầu xài phone nữa, là mình chỉ cần work away, coi như mình không có tốn đồng nào hết. Thì như vậy là một yếu tố mà tiện lợi. Cái đó cũng là một cách là tiết kiệm tiền rồi. Dạ đúng rồi anh Trí, và cũng như thưa quý vị là luôn luôn như cũng như là với Kiều Trâm là người sử dụng cho các hãng điện thoại, thì cái plan 2 năm lúc nào cũng có một trục trặc, đó là khi mà chúng ta muốn đổi một plan khác luôn luôn một trạc phí rất là cao. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên mà anh Trí nói của dịch vụ V247 đó là tiết kiệm tiền. Thì vậy thì cái lý do tiếp theo là gì anh Trí? Cái lý do tiếp theo á là có những quý vị là thí dụ có người, nhất là người Việt Nam mình chẳng hạn, thì mình có cái nhu cầu gọi quốc tế cũng như là nhắn tin quốc tế rất là cao. Thì
Thí dụ như gọi quốc tế, đối với cái plan của V247 đó, nếu mà quý vị thấy đó là cái plan 40 đồng đó, thì V247 là có tặng 20 đồng để gọi gọi quốc tế miễn phí. Thì 20 đồng này á là trong đó có Việt Nam, tại có một số hãng điện thoại khác thí dụ họ tặng gọi quốc tế nhưng mà họ chỉ tặng cho gọi 50 cái nước nào trong cái hệ thống của họ thôi, mà 50 cái nước đó là cái phí viễn thông nó không đáng kể. Thành ra cái việc tặng đó nhiều khi nó cũng không có hiệu quả nhiều đối với người Việt chúng ta. Đối với người Việt chúng ta là ok, mình phải coi thử là tặng để mà gọi được cho Việt Nam hay không. Mà nếu mà quý vị thử nghĩ coi, mình trả một tháng là 40 đồng để mình gọi unlimited talk and text trong nước Mỹ, tức là gọi và nhắn tin không giới hạn trong nước Mỹ, rồi lại mình có thêm 20 đồng gọi quốc tế, thì nếu mà tính ra là giống như là mình trả có 20 đồng dạ, thôi, đúng không kêu trong? Dạ. Đó, vậy đó. Vậy là nghe hấp dẫn quá phải không quý vị, là chỉ với 20 đồng mỗi tháng mà chúng ta có thể là nhắn và gọi cho quốc tế và nhắn và gọi miễn phí trong nội địa luôn. Vậy thì đó là một cái yếu tố thứ hai mà chúng ta nên chọn dịch vụ điện thoại V247. Vậy thì lý do thứ ba là gì luôn anh Trí? Một trong những cái lý do rất là quan trọng dạ. mà mọi người có thể so sánh V247 khác hẳn với các công ty khác á, dạ. là V247 có customer service là nói tiếng Việt và đặc biệt là 24/7. Có nghĩa là gọi bất kỳ lúc nào cũng được hết. Tức là cứ thắc mắc là có thể gọi nói chuyện tiếng Việt một cách rất là thoải mái và hỏi những cái việc mà liên quan tới cái plan điện thoại di động. Rồi có cái gì thắc mắc, thí dụ không rành điện thoại gì đó vẫn có thể gọi được. Thì đây là một trong những yếu tố rất là tiện mà chắc có lẽ nhiều quý vị đã từng xài cái dịch vụ điện thoại V247 mà gọi quốc tế đó thì cũng biết rồi. Thì bây giờ dịch vụ điện thoại di động của V247 cũng vậy. Vậy yếu tố cuối cùng là gì anh Trí? Yếu tố cuối cùng là phải nói đến là yếu tố tiết kiệm tiền. Dạ. Tại vì á, là yếu tố tiết kiệm tiền rất là quan trọng. Ở đây á, nếu mà quý vị thấy kỹ, hồi nãy Trí có so sánh, đưa ra cái bảng so sánh đó. Thì khi mà mình tính ra tổng thể từng tháng, mỗi tháng thì V247 trả là 40 đồng. Và nó không có thêm những cái phí nào khác. Thí dụ như là giả sử các hãng khác quý vị còn phải trả thêm thí dụ tiền activation phí nữa, V247 là free activation. Thì như vậy là V247 nó chỉ chừng đó tiền thôi. Rồi trong khi đó các hãng khác nó tốn những khoản tiền khác. Thì từ chỗ đó đó, khi mà mình làm ra cái bảng so sánh cuối cùng 2 năm á, thì nếu mà quý vị cầm cái iPhone 5S hoặc iPhone 5C thì cuối cùng á là khi mà quý vị sử dụng V247 prepaid plan á, tức là mình không còn lo lắng gì nữa hết mà mình lại tiết kiệm tiền là từ khoảng được 1.100 đến khoảng 1.700. Như vậy là một cái khoản tiền tiết kiệm cũng khá lớn trong vòng 2 năm đối với cái phone bill của mình thôi. Và thưa quý vị, với cái yếu tố vừa rồi mà anh Trí Ngô đã vừa nói cho chúng ta biết là chúng ta có thể tiết kiệm từ 1.100 cho đến 1.700 trong vòng 2 năm. Và cái đơn giản khi mà đăng ký dịch vụ với V247 là chúng ta là không phải ràng buộc về giấy tờ, là chỉ cần ra đại lý chúng ta một cái SIM đăng ký plan, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể ngay ngồi tại nhà và online để đăng ký, rất là hấp dẫn. Vậy thì không biết là người Việt của chúng ta có cái thói quen là phải gặp mặt nè, tức là tiền trao cháo múc hay sao đó, thì không biết là anh Trí có thể cho mọi người biết cái những cái địa chỉ mà đại lý V247 có được hay không để quý khách hàng có thể tới và đăng ký. Vâng, dạ. Thưa Kiều Trâm cũng như quý vị khán giả, tức là đúng là quý vị có thể, nhiều người mà xài online quen đó thì quý vị có thể vào cái trang web là v247mobile.com để kiểm tra những cái plan. Ngoài ra thì ở hệ thống đại lý đó thì ở cái vùng mà San Jose á, chẳng hạn cái vùng mà Bay Area á, thì chúng ta sẽ có một số cái đại lý. Thí dụ như cái vùng ở cái khu chợ mà Grand Century thì quý vị có thể liên lạc đại lý là City Mobile nằm ở trong Grand Century luôn. Cái số điện thoại là 408-286-3333. Cái địa chỉ của store này là 4 số 1 story, chắc cũng quý vị cũng rất là quen rồi, ở trong cái suite là 1087. Rồi nếu mà ở trên khu đường center đó thì quý vị có thể liên lạc đại lý là InTouch Mobile. Cái số điện thoại ở đây á là 408-363-3888. Cái địa chỉ là 2899 đường Center Road, cái suite là 120 San Jose 95111. Và cũng trên cái khu center này thì có một cái đại lý khác á, là Sài Gòn Video và Wireless Solution. Cái điện thoại là 408-924-0268. Ở địa chỉ là 2611 Center Road,
Suite là 100 San Jose 95111. Và riêng ở khu đường King thì chúng ta có cái đại lý là Golden Laser, số điện thoại là 408-238-1888, ở cái địa chỉ là 2559 South King Road, suite số 6, San Jose 95122. Và ở tại thành phố Mibitas thì quý vị có thể liên lạc đại lý Kim Anh Delight ở số điện thoại là 408-586-9999. Đại lý này ở địa chỉ là 769 East Capitol Avenue, Mibitas, zip code là 95035. Và tại thành phố Auckland là có đại lý JB Wireless, số điện thoại là 510-835-2997. Đại lý này ở địa chỉ là 745 East, đường số 12, suite là 104, Auckland 94606. Dạ, Kiều Trâm xin cảm ơn anh Trí Ngô rất là nhiều. Và thưa quý vị, giây phút vừa rồi là những giây phút trò chuyện với anh Trí Ngô, là người đại diện cho công ty V247, đến để cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích cho việc là chúng ta cân nhắc lại cái việc sử dụng plan điện thoại của chúng ta. Hy vọng là buổi hội thoại ngày hôm nay đã cung cấp những thông tin hữu ích và giúp cho chúng ta chọn được plan điện thoại tốt nhất. Kiều Trâm xin rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn Kiều Trâm và xin chào quý vị.